Luyện tập cột sống. Đứng thẳng. Hai chân dang rộng bằng vai. Ưỡn ngực. Ép cong phần eo. Từ từ thở ra. Phần lưng gập hướng ra phía trước. Lưng cúi về phía trước hết mức. Phần cổ thả lỏng, giữ nhịp thở. Phần bụng hóp lại, lưng khom lên. Chậm chậm nâng thân trên lên trở lại. Thở ra, thả lỏng người, trở lại tư thế cũ. Mời các bạn tập lại. Hai tay đặt lên đùi, hít vào, chuẩn bị động tác. Uốn eo, hạ thân người, từ từ thở ra. Phần lưng gập hướng về phía trước và căng người xuống. Nhẹ nhẹ thả lỏng cổ, cúi đầu. Giữ yên tư thế một lúc. Hóp bụng lại, từ từ hít vào, lưng cong lên, dần dần thẳng người lên trở lại. Chậm rãi trở lại tư thế đứng ban đầu. Thở ra, thả lỏng người. Bài tập cột sống có thể tăng cường tính đàn hồi của cột sống, giúp thông suốt khí huyết toàn thân, gia tăng sinh lực. Thông suốt khí huyết toàn thân, gia tăng sinh lực.